Chúng tôi đã trực tiếp gặp gỡ các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Vĩnh Long để tìm hiểu những thông tin mà người dân phản ánh. Câu trả lời của chính quyền địa phương sẽ được chúng tôi gửi đến khán giả trong chương trình Miền Tây Hôm Nay sáng thứ ba tuần sau, ngày 21 tháng 3 năm 2023. Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án liên quan công ty cổ phần kinh doanh F88 vào diện theo dõi chỉ đạo. Trước đó, ngày 6 tháng 3, Công an quận Gò Vấp phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và các lực lượng liên quan khám xét trụ sở chính của công ty F88 trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. Mở rộng điều tra, công an khám xét hàng loạt chi nhánh F88 khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo phản ánh của nhiều khách hàng, núp dưới vỏ bọc là cầm đồ, nhưng thực chất hoạt động bên trong của hệ thống này chính là cho vay cầm đồ theo kiểu tín dụng đen. Ba bác sĩ và một nhân viên bảo vệ của trung tâm y tế huyện Gò Vao, Quao, tỉnh Kiên Giang vừa bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng. Các bị can bị khởi tố bắt tạm giam bao gồm bác sĩ Danh Chánh Tuy, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm, bác sĩ Quỳnh Long, trưởng khoa ngoại tổng hợp, bác sĩ Lâm Thị Minh Phụng, bác sĩ điều trị khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trần Thanh Phong, nhân viên bảo vệ trung tâm. Thông tin ban đầu, các bị can trên bị khởi tố do liên quan đến một vụ án giả mạo trong công tác, trong đó có việc quản lý và sử dụng con dấu tại Trung tâm Y tế huyện Gò Vao. Tiếp tục chương trình là những tin tức về an ninh trật tự. Che giấu 10 thiết bị giám sát hành trình, một tàu cá đang hành nghề câu mực trên biển đã bị đội thanh tra chuyên ngành thủy sản Sông Đốc thuộc Chi cục Thủy sản Cà Mau phát hiện. Tàu cá mang biển số CM91772TS do Trần Phước Nghiệm, sinh năm 1990, làm thuyền trưởng. Bước đầu, Nghiệm đã khai báo và thừa nhận có tiếp nhận 10 thiết bị giám sát hành trình tàu cá nêu trên. Vụ việc đang được các ngành chức năng phối hợp tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Gần một tháng qua, người dân xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp mất ăn, mất ngủ vì trộm hoành hành. Dù đã cử người canh gác, nhưng bà con cũng bất lực vì kẻ trộm lẻn vào đêm khuya. Điều đáng ngại là một số đối tượng còn mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Chiếc motor này đã được xích, bảo vệ cẩn thận. Nhưng liệu còn được bao lâu thì anh Hùng cũng không chắc. Vì cách đây ít hôm, kẻ gian đã cắt khóa nhà kho trong vườn cam của anh, lấy đi nhiều vật dụng trị giá khoảng 8 triệu đồng. Đi ra vườn thì hàng ngày mình cũng đi, sáng đi rồi tới chiều cũng ra thăm, rồi sáng bữa sau ra thì thấy mất tiêu. Rạng sáng ngày 11 tháng 3, ông Trương Thành Nhơn cũng đã bị kẻ gian trộm mất một motor tưới vườn. Trước đó ít ngày, ông cũng đã bị trộm mất một máy phun thuốc. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm khuya lẻn vào các vườn tìm tài sản có giá trị để trộm. Bằng đêm mà mấy cái chú mà đi lấy đồ này là có mã tấu, có gươm, đao, đủ thứ đồ bé nhọn. Thành người dân vậy tôi thiệt không dám đi ra ngoài vậy mà. Những vụ việc này đã được người dân trình báo công an xã Tân Hòa. Trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra thì kẻ gian lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp. Và người dân lại ăn ngủ không yên. Mong các ngành chức năng có biện pháp để hỗ trợ người dân, để răn đe hay gì đó, để cho người dân bớt thiệt hại. Ngành chức năng khuyến cáo người dân trong quá trình phát hiện kẻ trộm cần ghi nhận lại đặc điểm nhận dạng của đối tượng và không nên đơn thân đối phó vì rất nguy hiểm. Hơn hết là sự chủ động tự bảo vệ tài sản của mình để tội phạm không thể thực hiện được hành vi trộm cắp. Uống nhiều rượu bia là không tốt cho sức khỏe. Vừa uống rượu bia, vừa tham gia giao thông thì lại càng nguy hiểm hơn. Bên cạnh giải pháp của ngành chức năng thì chỉ cần ý thức từ chính mỗi người dân. Đây là điều quan trọng khi tham gia giao thông, bởi chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra mỗi khi xe lăn bánh. Như trong thời gian gần đây, nhiều tài xế điều khiển xe container chở hàng quá không chằng bộ kỹ, khiến cho hàng quá bị rơi xuống đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Và một vụ việc mới xảy ra là một ví dụ cụ thể. Vụ việc được ghi lại bằng camera an ninh trên tuyến quốc lộ 3, đoạn qua thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên. Thời điểm này, một xe đầu kéo chở cuộn sắt đang di chuyển trên đường. Bất ngờ, một cuộn sắt trên xe đầu kéo bị rớt xuống đường. Cuộn sắt sau đó đã rơi thẳng vào chiếc xe máy đang đi cạnh xe đầu kéo. May mắn, lúc này lái xe máy đã kịp thời bỏ xe để tránh va chạm với cuộn sắt. Vụ va chạm khiến lái xe máy bị hất văng xuống đường và không có thương vong xảy ra. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố giám sát, kiểm tra về phát triển thuê bao mới của các nhà mạng. Đây là thông tin vừa được Cục Viễn thông thông báo tới các doanh nghiệp viễn thông. Theo yêu cầu thì các nhà mạng phải công bố đăng tải trên trang thông tin điện tử danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo từng địa phương. Đặc biệt, Bộ sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi cung cấp dịch vụ cho thuê bao phát triển mới có thông tin thuê bao không đầy đủ hoặc không chính xác, hoặc bán và lưu thông trên thị trường SIM thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kết hoạt sẵn dịch vụ di động cho SIM thuê bao. Trong quá trình các nhà mạng tiến hành chuẩn hóa các thông tin thuê bao, nếu người dân muốn kiểm tra độ chính xác của thông tin thuê bao, có thể soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB gửi đến số 1414. Đây là tin nhắn miễn phí và áp dụng cho mọi nhà mạng tại Việt Nam. Gần đây thì 52 trên tổng số 63 địa phương đã xuất hiện nhiều đối tượng giả danh là cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đi lừa đảo. Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện thoại đến các đơn vị doanh nghiệp và người dân, nhất là các cơ sở kinh doanh mới hoạt động, rồi tự giới thiệu mình là cán bộ phòng cháy chữa cháy để yêu cầu làm các giấy tờ liên quan và chào bán sách, tài liệu, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy với giá cao hơn thị trường, mời tham gia các lớp tập huấn và yêu cầu là chuyển tiền. Thế nhưng sau khi chuyển tiền thì không thể liên lạc với các đối tượng. Và một trong các nội dung chính chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình. Trong tình yêu, ghen tuông là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, ghen đến mức thiếu bình tĩnh, không kiểm soát được hành vi thì rất dễ gây ra hậu quả khó lường. Thời gian gần đây thì trên địa bàn của tỉnh Tiền Giang đã xảy ra khá nhiều vụ giết người và cố ý gây thương tích, mà nguyên nhân chủ yếu là do ghen tuông. Chỉ vì nóng giận nhất thời, các đối tượng đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với một người đàn ông, nên cuối năm ngoái, Nguyễn Minh Tân ở thành phố Mỹ Tho mang dao tự chế đi tìm và chém nạn nhân gây thương tích 6%. Gây án xong, Tân ném dao xuống sông. Sau đó, đối tượng bị công an huyện Châu Thành khởi tố, bắt tạm giam. Cũng vì ghen mà Trần Văn Tú, ngụ huyện Tân Phước đã nhẫn tâm dùng dây điện cắm vào ổ điện và chích vào chân vợ, gây thương tích 2%. Còn đây cũng là một trường hợp đau lòng không kém. Dù đã chia tay, nhưng khi thấy bạn gái cũ quen một người đàn ông khác, Trần Quốc Phú, ngụ huyện Chợ Gạo, vẫn ghen tức. Khi biết bạn gái cũ đang ngồi uống nước tại một quán cà phê, Phú mang theo búa đến quán đuổi chém gây thương tích 8%. Sau khi gây án, Phú đến công an xã đầu thú. Để phòng ngừa những vụ án do ghen tuông, cần những người trong cuộc phải trang bị kỹ năng sống, ứng xử văn minh. Điều quan trọng là xây dựng lối sống lành mạnh, thủy chung, đề cao vai trò của các ban ngành đoàn thể trong tuyên truyền, cảnh báo và lên án hành vi lệch lạc trong quan hệ tình cảm cũng như hành vi vi phạm pháp luật liên quan. 120 năm tù dành cho 10 bị cáo gây ra hơn 40 vụ trộm liên tỉnh. Vụ án vừa được đưa ra xét xử tại Hậu Giang. Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2021, các bị cáo đã gây ra 44 vụ đột nhập nhà dân, công ty tại các tỉnh thành miền Tây như Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và thành phố Đà Nẵng, trộm được nhiều tiền vàng, điện thoại, laptop và các tài sản có giá trị khác với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng rồi chia nhau tiêu xài. Ngoài mức án đã tuyên, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang còn buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại. 120 năm tù dành cho 10 bị cáo gây ra hơn 40 vụ trộm liên tỉnh. Vụ án vừa được đưa ra xét xử tại Hậu Giang. Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2021, các bị cáo đã gây ra 44 vụ đột nhập nhà dân, công ty tại các tỉnh thành miền Tây như Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và thành phố Đà Nẵng, trộm được nhiều tiền vàng, điện thoại, laptop và các tài sản có giá trị khác với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng rồi chia nhau tiêu xài. Ngoài mức án đã tuyên, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang còn buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Liều lĩnh, Trần Ngân Quỳnh Hân, trú tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, ngang nhiên vào 6 cửa hàng bách hóa xanh trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để trộm tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Hân khai nhận, sau khi trộm hàng tại bách hóa xanh, đối tượng giấu vào váy đang mặc, nhưng hành động này không qua mắt được các nhân viên của cửa hàng. Tổng giá trị tài sản Hân trộm được là trên 4 triệu đồng. Ngoài ra, Hân còn thừa nhận đã thực hiện 2 vụ trộm khác trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bà chỉ lấy đây luôn hay là sao?